chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Với rô 110 độ, cơn sốc về một cái dòng xe tay ga cực chất. Hiện nay cái trào lưu chơi dòng xe tay ga bỗng nhiên trở lại mạnh hơn rất nhiều nhờ vào sự ra đời của những dòng như là Viral, Leaf. Trước kia thì có Luas và Novo, nhưng hiện nay người đam mê tay ga dần trở nên đã quên đi hai cái mẫu xe này và hướng tới hai cái mẫu 125-150cc hiện đại hơn, góc cạnh hơn, thể thao hơn. Khoác trên mình bộ cánh với tông màu vàng cát, một cái tông màu là khá ít người chơi. Và đây cũng là lần đầu tiên thấy cái chiếc Viral sử dụng cái dàn áo với cái tông màu này. Nhìn cũng rất lạ mắt, nhưng không kém phần cứng cáp, kết hợp cùng với dàn độ chơi cực khủng. Dòng cái ổ khóa Smart Key chính hãng của Honda có thể lắp cho cái chiếc Leaf Viral mà không cần phải chế cháo bất kỳ gì vị trí nào trên xe, giúp cho tăng cái khả năng an toàn cho em nó gấp nhiều lần, đặc biệt là trước cái tình trạng trộm cắp hiện nay. Nhìn xuống trên chân trước, thấy góc ảnh quen thuộc, heo dầu Rambo lực lớn 2 bit xứng, giúp cải thiện cái lực phanh cho em nó mạnh hơn nhiều lần. Để lắp vào cho phục, chủ xe phải chi thêm tiền để đặt một cái phát heo CC riêng biệt. Đĩa của cover cái size là 245, được bắt vào mâm trước thông qua một chất lòng CC khá chuẩn. Trang bị phục Colin bình dầu ở phía sau, với một cái sản phẩm có sức đến từ điển với cái chiều cao là 330mm, có thể lắp vừa cho những dòng Viral, Leaf. Ngoài ra, có sự kiểm soát đàn hồi của xe được tối ưu hơn trên bình dầu, có những nấc tăng chỉnh giúp cho chủ xe có thể tùy chỉnh cái lực nhún nhảy em nó phù hợp với cân nặng cũng như đoạn đường mình đang cần di chuyển. Ngắm nhìn bên phải của chiếc Viral chưa được độ chế bất kỳ phụ tùng nào. Honda MX siêu ngầu chế bản độ đậm chất đường phố. Các thái độ người Thái đã có màn lột xác thành công chiếc sơ độ cỡ nhỏ đến từ nhà Honda, thành một cái bản độ cực kỳ phổ và ấn tượng hơn rất nhiều so với phần nguyên bản. Ngoài việc giữ nguyên thiết kế bên ngoài và thay đó là những chi tiết cũng như ngoại hình được nâng cấp một cách là tỉ mỉ nhất và công phu bằng những món đồ chơi hay cực chất, tạo ra một phiên bản Honda MX cực kỳ phong cách đậm chất đường phố. Cùng chúng tôi ngắm nhìn con tiểu yêu bên dưới nhé. Ngoại hình nhỏ vẫn giữ nguyên, thêm thắt vào đó là cái sự hầm hổ ấn tượng rất nhiều từ những món đồ chơi. Bắt mắt ở cái dàn ngoài là bộ cánh được khoác trên mình một bộ tem đấu đầy cơ bắp mạnh mẽ, được sơn bằng công nghệ Airbrush độc đáo. Dàn đầu được độ lại hầm hổ hơn, độc đáo hơn rất nhiều. Góc cạnh với cụm đèn flash gương cầu, thay vì nguyên bản của chiếc xe này sử dụng là hệ thống đèn led 2 tầng. Cái cụm ghi đông cũng được độ lại chất liệu CNC nhôm nó bọc và sắc sảo hơn với cái đồng clip on, cùng với các dàn cố tình hàng hiệu cực chất như phanh thắng của Rambo Asset hàng hiệu, bình dầu Rizuma, combo bao tay Domino, cụm công tắc và cụm tăng tốc Domino. Dàn chân được độ lại nổi bật hơn, thẩm mỹ hơn cho em nó chiếc cái mâm BBS đầy sắc sảo kết hợp cùng với cái vỏ Michelin thể thao. Nâng cấp cụm phanh trước heo Rambo hàng hiệu, mỏ KR tăng thêm cái phần thể thao cho xe. Hệ thống cấp sau được kéo dài tạo ra tổng thể em nó trở nên hầm hổ hơn. Giảm sóc chiếc xe được nâng cấp mạnh bằng phục Colin danh tiếng. Qua bàn tay thợ độ tài hoa từ Bình Thái, cái chiếc MX đã trở nên ấn tượng rất nhiều. Bên cạnh đó, ống xả cũng được thay mới bằng cái bộ độ cho ra thứ âm thanh có phần là mạnh mẽ, quy lực hơn. Xe được trang bị động cơ là 125cc SOC với xăng đời, làm mát bằng không khí, cùng hệ thống là phun nhiên liệu điện tử BCFI. Động cơ cung cấp ra công suất là 9,3 lực tại vòng tua máy 7.000 vòng trên phút. Mô men xích đại là 10,9 m tại vòng tua máy 5.500 vòng trên phút. Kết hợp cùng hộp số là 4 cấp. Cảm ơn bạn giờ này là kết tiếp, nhớ like, subscribe.